Hai, chị giáo cả chị bạn, video này thì chị muốn chia sẻ với anh chị bạn một cái tính năng mới mà hệ thống hóa đơn điện tử của Viettel mới nâng cấp lên nha anh chị các bạn. Anh chị bạn vào phần quản lý hóa đơn này, hóa đơn đã phát hành. Thì ở đây anh chị bạn nhìn ở cái những cái trường thông tin ở đây thì nó sẽ có thêm một cái trường nữa là báo cáo 04SS nha anh chị các bạn. Nếu mà anh chị bạn là không hiển thị cái trường này ở đây thì chị bạn sẽ ấn vào cái chỗ mà ẩn hiển thị cột ở đây nhá. Sau đó anh chị bạn kéo xuống dưới cùng này, nó sẽ có cái báo cáo 04SS này, anh chị bạn tích nó vào thì nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn một cái cột là báo cáo 04SS. Ngoài ra thì nếu mà anh chị bạn nào muốn ẩn hoặc hiển thị những cái cột nào ấy thì chị bạn sẽ tích vô vào đó thì nó sẽ view lên cho anh chị bạn nhé. Rồi ở đây anh chị nhận thấy này, nếu đối với những cái hóa đơn bình thường ấy, mình không có nộp 04S lên thuế thì nó sẽ hiển thị bình thường này, nó không có vấn đề gì hết. Còn nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là đối với lại những cái trường hợp mà hóa đơn của anh chị bạn xóa bỏ này, anh chị bạn đã nộp 04S thì ở đây nó sẽ hiển thị là cơ quan thuế chấp nhận, có nghĩa là mình đã nộp lên thuế và thuế đã chấp nhận xóa bỏ hóa đơn này. Trường hợp thứ hai nữa là ở đây cơ quan thuế sẽ từ chối. Thì ở đây là khi mà anh chị bạn là cái hóa đơn của anh chị bạn bị từ chối cấp mã mà anh chị bạn có nộp cái 04S cho cái hóa đơn đó thì cơ quan thuế cũng từ chối. Lý do là hóa đơn đó chưa được cấp mã, là chưa có tồn tại trên hệ thống thuế anh chị các bạn. Thì đối với cái tính năng mới nâng cấp này, nó sẽ hỗ trợ anh chị các bạn là quản lý được là những cái hóa đơn của mình hủy, điều chỉnh hay thay thế, là mình đã nộp 04S hay chưa, và nếu mà mình đã nộp thì nó từ chối hay chấp nhận thì nó sẽ hiển thị hết ở trên phần mềm như này nha anh chị bạn. Thì thời gian tới hóa đơn điện tử Viettel cũng sẽ nâng cấp lên một số cái tính năng mới nữa. Anh chị bạn nào mà quan tâm thì mình có thể đăng ký kênh để khi mà có những cái tính năng mới trực sẽ làm video trực chia sẻ với anh chị bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại chị bạn ở những video tiếp theo.